Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Hải Pierre. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Với phương châm kết nối và chia sẻ, video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sửa tiền trong Pi Network. Chúng ta cùng bắt đầu. Để sửa tiền thì chúng ta truy cập vào app Pi Network ở trong điện thoại của chúng ta. Chúng ta mở app Pi lên. Sau khi đã tạo tài khoản Pi Network, chúng ta sẽ có 14 ngày để xem xét và sửa lại tiền cho đúng với giấy tờ tùy thân của chúng ta. Chúng ta click vào xem lại tên. Đây chính là tên của chúng ta sau khi đăng ký tài khoản. Các bạn xem xét tên của bạn có đúng chính tả hay không. Tên của bạn trong tiếng Anh, họ của bạn trong tiếng Anh. Để nhận số Pi của bạn sau này, tên của bạn phải khớp với giấy tờ tùy thân của bạn để ngăn ngừa những tài khoản giả chiếm giữ Pi. Bạn không thể thay đổi tên của mình trong tương lai, đây là cơ hội cuối cùng. Bạn chỉ có thể sửa tên của mình một lần và việc này có giá trị cho những hoạt động khác. Tức là trong vòng 14 ngày sau khi tạo tài khoản thì chúng ta phải sửa tên của chúng ta cho chính xác với giấy tờ tùy thân. Nếu bạn nào thấy tên của chúng ta chưa chính xác, chúng ta nhấn vào sửa chữa. Tên của bạn trong tiếng Anh. Nhập tên của bạn bằng chữ cái Latin giống như trên hộ chiếu hoặc là căn cước công dân của chúng ta. Sau khi gửi đi, bạn sẽ không thể thay đổi chúng, vì vậy hãy điền thật chính xác. Ở mục tên của bạn, chúng ta hãy điền mỗi tên thôi. Các bạn lưu ý là viết không có dấu, tương tự ở họ của bạn cũng như thế. Mình xin lưu ý là giả sử họ tên của chúng ta trong tiếng Việt là Nguyễn Văn Nam thì ở mục tên của bạn chúng ta sẽ điền là Nam và họ của bạn sẽ là Nguyễn Văn. Giả sử tên của mình là Hải Pierre, mình sẽ điền ở mục tên là Hải và họ là Pierre. Sau đó nhấn vào nút lưu. Tên thường gọi. Ở mục này thì không quan trọng. Các bạn điền một tên thông thường của bạn mà mọi người dùng để xưng hô. Tên này của bạn có thể giống hoặc khác với giấy tờ tùy thân. Đây là cách bạn xuất hiện trước những Pioneer khác trước khi bạn chọn ẩn tên trong hồ sơ của mình. Tức là khi chúng ta chọn ẩn tên thật thì nó sẽ không hiện tên. Còn nếu chúng ta vẫn để mở thì nó sẽ hiện tên này. Mình sẽ vấn đề là Hải Pierre. Sau đó nhấn vào nút lưu. Đánh giá cuối cùng. Chúng ta sẽ xem tên của chúng ta. Nếu chưa chính xác thì các bạn nhấn vào sửa chữa. Còn nếu chính xác thì các bạn để nguyên. Tên thường gọi. Mục này không quan trọng. Đây chỉ là tên xuất hiện ở trong hồ sơ của chúng ta đối với những người khác. Sau khi đã xem xét và sửa lại chính xác, chúng ta nhấn vào nút gửi. Tên của bạn đã được cập nhật thành công. Chúng ta nhấn vào tiếp tục. Tiếp theo lựa chọn ngôn ngữ. Sẽ có rất nhiều ngôn ngữ cho chúng ta lựa chọn ở đây. Các bạn lựa chọn ngôn ngữ phù hợp với bạn. Sau đó nhấn vào OK. Tên của bạn đã được cập nhật thành công. Nhấn vào tiếp tục. Thêm địa chỉ email của bạn. Địa chỉ email của bạn sẽ cung cấp một cách bổ sung để chứng minh quyền sở hữu của mình và khôi phục tài khoản Pi của mình trong trường hợp bạn bị mất hoặc bị hack trong tương lai. Ví dụ tài khoản Facebook bị vô hiệu hóa, bị mất hoặc bị đánh cắp mật khẩu. Thì địa chỉ email này sẽ hỗ trợ chúng ta về vấn đề bảo mật tài khoản, giúp chúng ta lấy lại mật khẩu hoặc là khôi phục tài khoản cho chúng ta. Chúng ta điền địa chỉ email vào đây, sau đó xác nhận lại. Nếu bạn nào chưa biết cách tạo một tài khoản email, các bạn có thể xem lại video mà mình đã hướng dẫn. Mình cũng sẽ để sẵn đường link cho các bạn ở phần mô tả video cho các bạn dễ theo dõi. Sau khi điền địa chỉ email và kiểm tra hai dòng đã khớp nhau, chúng ta nhấn vào nút gửi. Email của bạn đã được cập nhật thành công. Click vào đóng. Như vậy là chúng ta đã chỉnh sửa tên thành công. Vừa rồi chúng ta đã biết cách chỉnh sửa tên trong Pi Network. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng để lại bình luận phía dưới. Mình sẽ cố gắng phản hồi các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu bạn thấy video hữu ích, hãy cho mình một like và nhấn nút subscribe, nút đăng ký kênh để khích lệ mình và bật nút chuông thông báo để nhận được những cập nhật mới nhất. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm và ủng hộ kênh Hải Pierre. Mình chúc bạn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, thành công và bình an trong cuộc sống.